Anh em thân mến, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã đem tất cả những thứ vũ khí của nhà trồng được để sang đánh Việt Nam. Theo các tài liệu thống kê thì lượng đạn dược được chuyển đến Việt Nam trung bình khoảng 40.000 tấn trên một tháng trong năm 1966. Một năm sau, số lượng đã tăng lên gần gấp đôi, đạt 75.000 tấn trên một tháng vào năm 1967. Đầu năm 1968, số lượng vận chuyển đã tăng lên đến 90.000 tấn trên một tháng. Đến giữa năm 1968, số lượng đã vượt quá 100.000 tấn trên một tháng. Và đây mới chỉ là khối lượng đạn dược, còn để phục vụ đầy đủ cho một đội quân nhà nghề được trang bị tới tận răng như quân đội của Mỹ thì còn biết bao nhiêu thứ quân trang quân dụng khác. Từ các phương tiện chiến tranh như máy bay, xe tăng, pháo cối, cùng với khí tài và vật tư dự trữ phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang bị cho đến lương thực thực phẩm, quân trang quân dụng, đồ dùng sinh hoạt của mỗi người lính còn cao gấp nhiều lần con số đó. Vậy anh em có bao giờ thắc mắc là với lượng vũ khí, khí tài khổng lồ như vậy thì Mỹ nó giấu ở đâu không? Bởi Mỹ đâu thể nào cứ mỗi lần hết vũ khí lại bay về quê nhà để lấy được. Chắc chắn Mỹ phải có một căn cứ bí mật để giấu lượng vũ khí này. Và sau nhiều lần lục tìm mọi ngóc ngách thì quân ta đã phát hiện ra tổng kho Long Bình, nơi có chứa tất cả mọi thứ bí mật phục vụ cuộc chiến tranh của Mỹ. Bởi vậy sau ngày 30 tháng 4 năm 75, từng có một thông tin cho rằng kho ở Long Bình được cải mã hóa, nếu mở không được sẽ tự động tiêu hủy. Dự tính vụ nổ kho này sẽ biến Biên Hòa, Đồng Nai và 1/2 Sài Gòn thành biển lửa. Vậy sự thật tổng kho Long Bình có được cải mã hóa và có từng phát nổ hay không? Còn bí mật gì về kho vũ khí lớn nhất của Mỹ chưa được tiết lộ? Tất cả anh em hãy cùng giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, tổng kho Long Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 24 km² với hàng chục phần kho. Mỗi phần kho bao gồm hàng chục dãy nhà kho, cả nổi cả chim, tùy theo loại hàng hóa mà nó chứa trong đó. Các nhà kho nổi thường được làm bằng nhà thép tiền chế khẩu độ rộng với chiều dài từ vài chục đến hàng trăm mét. Còn các kho chim dùng để chứa bom đạn, hóa chất thì thường có mái vòm bằng tôn dày, sau đó đổ đất lên trên. Xung quanh các nhà kho thường có lũy đất hoặc thùng phuy sắt đổ đất xếp chồng lên nhau bảo vệ. Một số hàng hóa công kênh nặng nề như máy bay trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp, nhất là số cũ hỏng đem về đổi và sửa chữa thì để ở ngoài trời. Để ra vào tổng kho, có 12 cổng mở theo nhiều hướng khác nhau và hệ thống đường xá rất hiện đại. Hàng ngày, có hàng ngàn chuyến xe trọng tải lớn ra vào, song không bao giờ có hiện tượng ùn tắc như Hà Nội mỗi khi vào giờ cao điểm. Và khối lượng hàng hóa tàng trữ trong kho lên đến hàng chục triệu tấn. Tổng kho Long Bình trở thành kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ và được quản lý bằng máy tính IBM 360/50, một trong những hệ thống máy tính hiện đại nhất thời đó. Do tính chất quan trọng như vậy, tổng kho Long Bình được bảo vệ hết sức cẩn mật và nghiêm ngặt. Tuyến phòng thủ bảo vệ ngoài cùng của tổng kho khi đó có đến 9 lớp hàng rào kẽm gai cao 2 m, khu vực trọng yếu lên tới 12 lớp hàng rào kẽm gai. Khoảng cách vòng rào ngoài cùng đến vòng rào thứ hai dài mấy trăm mét, rộng hơn các khoảng cách còn lại. Khu vực này gồm nhiều đồi thấp và suối nhỏ, phía trong và ngoài hàng rào đều bị phát quang, gần như không có cây xanh lớn, chỉ có loại cỏ Mỹ mà lá sắc như dao và có đường dành cho xe tuần tra. Dọc đường tuần tra, cứ vài trăm mét lại có một tháp canh, trên đó được trang bị đèn pha cực mạnh để chiếu sáng ban đêm. Chúng được bố trí khéo léo để có thể bắn chéo kẻ xâm nhập. Nhằm bảo đảm an ninh và quan trọng, người Mỹ đã cẩn thận đặt cả một hệ thống đèn pha soi từng góc cạnh, cả mặt trước lẫn mặt sau vành đai phòng thủ. Các hộp thiếc gắn trên dây kẽm gai sẽ báo động nếu có ai đó đụng vào. Mìn bẫy dày đặc trên khu đất nằm giữa hai vòng hàng rào dây thép gai phòng thủ, chúng thường xuyên được thay đổi vị trí để đánh lạc hướng kẻ xâm nhập. Giữa các khu kho cũng có hàng rào dây thép gai ngăn cách và bảo vệ bởi lính gác. Hỏa châu báo sáng cũng được đặt ở đây. Ai lỡ chạm phải là hỏa châu sẽ tung lên cao hàng trăm mét, tự động tháo dù và rơi xuống soi sáng cả một khu rộng lớn. Bình thường lực lượng bảo vệ tổng kho này có 2.000 lính Mỹ. Để ra vào tổng kho có 12 cổng mở theo nhiều hướng khác nhau với hệ thống đường xá rất hiện đại. Hàng ngày có hàng ngàn chuyến xe trọng tải lớn ra vào, song không bao giờ có hiện tượng ùn tắc xảy ra. Với khối lượng hàng hóa tàng trữ trong kho lên đến hàng chục triệu tấn, tổng kho Long Bình trở thành kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ và được quản lý bằng máy tính IBM 360/50, một trong những hệ thống máy tính hiện đại nhất thời đó. Ngoài ra còn một số đơn vị chiến đấu cũng có doanh trại trong khuôn viên kho nhưng được ngăn cách đặc biệt với kho hàng. Không chỉ có diện tích lớn, canh gác cẩn mật mà tổng kho Long Bình cũng là nơi có các chủng loại hàng hóa, vật tư
thuộc loại phong phú nhất. Riêng về xe quân sự, kể cả tăng thiết giáp và ô tô đã lên đến gần 1.000 chiếc. Riêng khu kho ngầm bí mật nằm trong một số nhà kho và hầm ngầm là nơi thử nghiệm một số loại vũ khí bí mật của Mỹ, được bảo vệ bởi nhiều lớp cửa sắt có khóa cùng tường bê tông chắc chắn sâu dưới lòng đất. Một số đã được tìm thấy, một số vẫn chưa tìm thấy lối vào và một số đã tìm thấy nhưng tới giờ vẫn chưa mở được ra. Theo cảnh báo từ phía Mỹ, nếu mở kho 3 mà sai mã khóa hoặc dùng lực để mở sẽ có thảm họa khôn lường. Các chuyên gia Việt Nam và nhiều đoàn chuyên gia của Nga đã tới nghiên cứu và thử mở khóa, nhưng kết quả là một số chuyên gia đã hy sinh và vẫn chưa mở được khóa. Bởi vậy, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, từng có thông tin cho rằng kho ở Long Bình được cải mã hóa, nếu mở không được sẽ tự động tiêu hủy. Dự tính vụ nổ kho này sẽ biến Biên Hòa, Đồng Nai và 1/2 Sài Gòn thành biển lửa. Vậy sự thật là như thế nào? Chưa biết thực hư thế nào, nhưng vào khoảng thời gian từ năm 1976 đến 1979, thực tế đã có một vài lần đã xảy ra nổ một phần của kho Long Bình. Trích hồi ký đối mặt với thần chết của anh hùng Nguyễn Văn Huệ. Tháng 5 năm 1976, một kho lớn chứa hàng chục ngàn trái M79, mìn, lựu đạn ở trong kho Long Bình gặp sự cố bất ngờ. Một sợi dây điện cao thế chạy ngang nắp kho bị đứt lơ lửng. Đầu dây thỉnh thoảng quẹt vào mái tôn xòe lửa. Anh em coi kho báo cáo gấp cho Bảy Huệ. Anh chạy xe Honda tới hiện trường. Không còn ai ở đó, tất cả chạy xa kho. Thỉnh thoảng gió thổi, đầu dây điện quẹt qua mái tôn lại xoèn xoẹt tóe lửa. Anh suy nghĩ cách giải quyết chỉ một giây. Gọi Sơn bảo kiếm một cây khô làm thang để leo lên mái. Cầm cành khô đó, kéo đầu sợi dây cao thế văng ra mắc vào hàng rào kẽm gai. Khi mối nguy hiểm không còn, anh mới lấy khăn tay lau sạch mồ hôi đẫm trán. Ít bữa sau, anh đứng kiểm tra các chiến sĩ đồng đội trẻ măng, vô tư hồn nhiên bốc xếp cất mìn các loại và lựu đạn ở một kho khác. Chợt anh phát hiện trong một thùng mở nắp có trái lựu đạn mất chốt gài. Phản xạ nhanh như chớp, anh vội chụp lấy, bóc chặt cần bật rồi kêu anh em kiếm chốt gài lại cho an toàn. Khi mối nguy hiểm không còn, bấy giờ anh và các đồng đội mới hoàn hồn, mồ hôi vã ướt đầm lưng áo. Nếu trái đó bị xê dịch mà lên tiếng thì tiểu đội coi kho, trung đội bốc xếp và cả Bảy Huệ đều tan xác cùng một dãy ô tô chờ đến lượt xuống hàng. Tháng 3 năm 1977, ông Tư Lạc chỉ huy phó tỉnh đội Đồng Nai cho nhân dân bốc xếp đạn pháo, đạn cối, mìn chiến lợi phẩm vào một kho lớn ở Bình Đa. Anh Bảy Huệ góp ý, để bộ đội làm cho đảm bảo, lỡ địch gài trái thì chết. Ý kiến trên bị bỏ qua, kết quả kho bị nổ, hơn một tiểu đội quân dân du kích hy sinh, một số ô tô bị phá hủy, đạn và miếng vàng tung tóe khắp một khu vực có bán kính gần cây số. Tiếng nổ làm rung chuyển cả thành phố Biên Hòa. Nhìn kho cuồn cuộn khói lửa, Bảy Huệ chạy xe Honda tới nhưng chỉ bất lực đứng nhìn. Thời kỳ đổi mới, một phần diện tích của tổng kho Long Bình cũ đã được sử dụng cho mục đích khác như xây dựng khu công nghiệp, doanh trại quân đội, nhà ở cho cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vẫn tiếp tục được sử dụng làm kho của quân đội, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và vẫn có phần kỳ bí như xưa. Tiếp theo, mời anh em cùng lắng nghe hồi ký về một trận đánh của đặc công Việt Nam vào tổng kho Long Bình để có cái nhìn toàn cảnh về sự nghiêm ngặt và bí mật ở nơi này. Cụ thể, anh đặc công này kể lại như sau. Mọi hoạt động của toán cầm tử trong ngày tấn công sẽ được toán thám sát này thực hiện. Đến ngày G, họ sẽ là lực lượng dẫn đội cảm tử xâm nhập căn cứ. Khi màn đêm buông xuống, toán thám sát hai người bắt đầu xâm nhập căn cứ Long Bình. Lần từng bước một, họ di chuyển hướng về vòng đai ngoài. Những bụi cỏ cao đã che giấu được họ. Hàng rào được căng ra, vừa vặn cho hai người lọt vào, rồi trả lại nguyên hình dáng cũ chứ không cắt. Nếu cắt rào sẽ là dấu hiệu có người xâm nhập và đánh mất yếu tố bất ngờ của cuộc tấn công sắp tới. Vượt qua được vòng rào ngoài, toán thám sát vừa tìm cách bò chậm chậm qua bãi mìn, vừa không để lính trên tháp cành phát hiện. Họ phải định vị được mìn và rào kẽm gai, cũng như vô hiệu hóa bằng cách gắn một cây kẽm vào từng trái mìn. Sau đó họ trườn vào mục tiêu tiếp theo, vòng rào thứ hai. Toán xâm nhập lặp lại công việc xác định là vô hiệu hóa mìn và hỏa châu đặt trên bãi đất giữa hai vòng rào. Cứ thế cho đến khi họ dần tạo được một lối vào căn cứ. Cuộc xâm nhập thăm dò của thám sát bắt đầu lúc 8 giờ tối với mục tiêu là mở được một nửa đoạn đường. Đến giữa vòng rào thứ 5 và thứ 6 lúc 11 giờ khuya. Thời biểu đó đã đạt được, trời vẫn còn tối, nhưng Toán không muốn đến quá gần bên trong vào lúc trời sáng. Hai người đào hầm, chui vào ẩn trú và chờ đợi. Trời hừng sáng, căn cứ Long Bình lại bắt đầu nhộn nhịp như thường lệ. Những kẻ phòng thủ không hề hay, những kẻ xâm nhập đang nằm cạnh mình. Toán trinh sát yên lặng nghỉ cả ngày trong nơi ẩn nấp, sát nách đối phương.
Khi màn đêm buông xuống, họ tiếp tục chuyển qua các vòng rào còn lại. Sau nửa đêm, họ đã chui được qua vòng rào cuối cùng và tiến gần vào các kho. Khi đã vào được bên trong, họ không để phí thời giờ mà bắt tay ngay vào việc ghi nhận khoảng cách các mục tiêu đã định và tính toán thời gian cần thiết để đến được các nơi đó. Nhiệm vụ hoàn tất, toán thám sát rút lui cũng yên lặng như khi họ tiến vào. Lần lượt chui ra 9 vòng rào. Dạng đông, trong khi toán thám sát rút khỏi căn cứ Long Bình, một người quan sát được chốt ở một nơi xa căn cứ để kiểm tra con đường mới xâm nhập. Công việc này nhằm đảm bảo những kẻ phòng thủ bên trong không cản trở con đường đó trước giờ tấn công. Nhằm bảo đảm được thời biểu, đội đặc công khởi sự 2 ngày trước cuộc tấn công. Lúc 8 giờ tối, toán thám sát hôm trước này lại bắt đầu xâm nhập căn cứ Long Bình. Lần này, họ dẫn theo thêm nhiều quân cảm tử, mỗi người đều mang theo chất nổ và dụng cụ định giờ. 20 người tham gia cuộc hành quân, mỗi toán gồm từ 3 đến 4 người, tùy theo mục tiêu được chỉ định trong căn cứ. Mục tiêu càng lớn cần nhiều chất nổ hơn, như vậy cũng phải phái thêm một người mang chất nổ. Toán thám sát dẫn đầu chui qua vòng rào ngoài, lần này họ cắt một lỗ lớn để một người có thể chui qua lọt. Người cuối cùng phải nối lại rào kẽm gai để che giấu lối vào. Toán dẫn đường tiếp tục tiến vào con đường họ đã vào mấy hôm trước. Họ vẫn kiểm tra cẩn thận mặt đất để chắc chắn không ai đặt thêm mìn hoặc đã phát hiện lần vào trước của họ. Một khi các toán đặc công tiến vào Long Bình, đại tá Đường không còn liên lạc được với họ. Các thành viên trong toán yên lặng báo hiệu cho nhau bằng tay. Khi toán dẫn đầu đến nửa đường nằm giữa vòng rào thứ 5 và thứ 6, họ dừng lại và đào hầm ẩn nấp qua đêm. Khi bình minh ló dạng, họ đã an toàn nằm ở nơi ẩn nấp. Một ngày bình yên, ngày sau chạng vạng tối, họ lại tiếp tục tiến vào. Vào nửa đêm, đội đã lọt qua được vòng rào cuối cùng. Mỗi toán vội đến các mục tiêu được chỉ định, thận trọng né tránh các toán tuần tra trong căn cứ. Chất nổ được gắn, sử dụng dụng cụ định giờ MI-8. Dụng cụ này không lớn hơn ngón tay người, sẽ kích hoạt chất nổ nhiều giờ sau khi họ đã rút lui khỏi căn cứ an toàn. Họ vặn kim đồng hồ cho nổ vào 3 giờ sau và các toán bắt đầu thoái lui. Các toán phải tập hợp lại tại một điểm nằm ngoài vòng rào cuối cùng trước khi cả đội cùng rút lui. Chỉ cho phép thời hạn 5 phút, không thể dài hơn. Toán nào không đến đúng hẹn, các toán khác vẫn rút lui mà không có họ. Cuộc hành quân diễn ra suôn sẻ, mỗi toán hoàn thành nhiệm vụ được giao và đến nơi tập kết đúng hẹn. Cuộc rút lui bắt đầu. Người sau bước theo dấu chân hoặc lần theo dấu tay người đi trước trên con đường đã tiến vào khu căn cứ. Và lần này, đường rút lui nhanh hơn lúc tiến vào. Ra khỏi vòng rào cuối cùng, họ rút về bộ chỉ huy trung đoàn. Tại đó, người chỉ huy đội đặc công báo cáo cho đại tá Đường là đã hoàn thành nhiệm vụ. Vào bình minh hôm đó, đại tá Đường cùng vị chỉ huy sư đoàn đứng tại một vị trí cao nhìn xuống căn cứ Long Bình. Họ luôn xem đồng hồ trên tay. Một chuỗi những tiếng nổ long trời lở đất, 30.000 tấn vũ khí làm sáng rực cả bầu trời. Cơn chấn động lớn đến nỗi ở xa 30 km còn cảm nhận được. Ngày ló dạng, đại tá Đường nhìn thấy một đám khói khổng lồ cuồn cuộn bốc lên từ căn cứ Long Bình. Hài lòng với kết quả đạt được, ông cùng vị chỉ huy biến mất vào khu rừng già. Như vậy, tổng kho Long Bình không chỉ có diện tích lớn, canh gác cẩn mật, mà tổng kho Long Bình cũng là nơi có các chủng loại hàng hóa vật tư thuộc loại phong phú nhất. Là kho dự trữ chiến lược nên tổng kho Long Bình có đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám phục vụ cho chiến tranh. Từ cái to như máy bay trực thăng, xe tăng thiết giáp đến cái nhỏ như khẩu súng tiểu liên AR-15, quả lựu đạn hay cái cúc của bộ quân phục. Từ những thứ giết người như bom đạn cho đến những thứ nuôi sống và phục vụ con người như gói cơm sấy, hộp dầu chống vắt đều có cả. Sự phong phú của tổng kho Long Bình được lan truyền trong dân miền Nam lúc ấy qua câu thành ngữ mới. Ở tổng kho Long Bình thì chỉ thiếu có mỗi bom nguyên tử thôi, còn cái gì cũng có. Ấy vậy mà không phải. Vậy rốt cuộc tổng kho Long Bình thiếu thứ gì? Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc Lập, chiều ngày 1 tháng 5 năm 75, hầu hết lực lượng lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2 được rút ra đóng quân tại tổng kho Long Bình. Sau những năm tháng chui lủi giữ bí mật, nằm hầm nằm hào, giờ được ở trong những ngôi nhà khang trang, sân bê tông đường nhựa, lại có đèn điện, nước máy, bộ đội cảm thấy thật là lên tiên. Những ngày đầu, bộ đội thường ngủ bù cho bão hơn một tháng ngày vất vả, rong ruổi hàng nghìn km, sau đó lại túm tụm chuyện trò với nhau. Ngoài chuyện thăm hỏi nhau người đã mất, người còn sau những trận đánh ác liệt, thì những câu chuyện rôm rả nhất lúc này trong cán bộ chiến sĩ đó là bao giờ được về với mẹ đây? Lòng vả cũng như lòng sung, đã xa nhà mấy năm trời, đi chiến đấu anh nào chẳng mong sớm được về nhà. Tuy nhiên nhịp sống nhàn tản ấy chỉ kéo dài được mấy hôm thì chấm dứt.
một mệnh lệnh mới được ban ra. Toàn đơn vị khẩn trương tu sửa xe máy, trang bị và luyện tập để tham gia duyệt binh mừng chiến thắng. Theo lịch đã được cấp trên phê duyệt, lễ duyệt binh mừng chiến thắng sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Đêm 12, rạng ngày 13 tháng 5 sẽ tổ chức tổng duyệt. Vì vậy, tất cả công tác chuẩn bị chỉ gói gọn trong khoảng một tuần. Công việc đầu tiên được lữ đoàn triển khai là bảo dưỡng cấp 2 cho toàn bộ số xe tăng xe thiết giáp. Bước vào chiến đấu đã hơn một tháng, cơ động vượt gần 2.000 km, xe nào cũng đạn bắn đến vài cơ số đạn, nên các xe tăng xe thiết giáp rất cần phải được bảo dưỡng cho đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nói dại, nhỡ đang duyệt binh mà chết máy nằm y ra đấy thì ê mặt lắm. Vậy là các buồng truyền động, buồng động lực được mở tung ra, pháo súng, vũ khí được tháo ra để bảo dưỡng. Cán bộ chiến sĩ toàn lữ đoàn lại khoác vào mình những bộ quần áo công tác để rửa các loại bầu lọc, bơm dầu mỡ, kiểm tra hành trình giãn cách, tiêu chuẩn kỹ thuật. Được cái thì quần áo công tác, rẻ lau thì cũng không thiếu vì trang phục của lính Việt Nam Cộng Hòa còn đầy ở đấy. Dầu mỡ nhiên liệu thì cũng ê hề, chẳng thiếu thứ gì. Công việc thứ hai cần làm là cũng phải tân trang cho những con vòi thép nó sạch nước cản một tí trước bàn dân thiên hạ chứ. Dù sao cũng là một đội quân chiến thắng cơ mà. Thế mà những chiếc xe tăng, xe thiết giáp của lữ đoàn thì hầu hết đã vào chiến trường từ năm 71 đến năm 72. Trải qua mấy năm ở chiến trường, đội mưa gội gió Trường Sơn mấy mùa, lại vừa tham gia những trận đánh khốc liệt từ Quảng Trị năm 72 đến mùa xuân năm 75, nên xe nào xe nấy mốc thếch, xám xịt. Đến ngôi sao quân hiệu trên tháp pháo cũng mờ nhạt, chẳng còn nhận ra nữa. Đặc biệt, gần như 100% xe đã mất lá chắn bùn, xe nào còn thì cũng đã xách tè tua. Vậy là cả lữ đoàn lại như một công xưởng làm đẹp cho xe. Các thành viên kiếp xe bây giờ lại trở thành thợ gò thợ hàn, biến những vỏ thùng phi thành những chiếc lá chắn bùn cho xe mình. Với sự hỗ trợ của các thợ sửa chữa của đại đội 11, rồi thì các xe cũng đủ lá chắn bùn. Dẫu có méo mó một chút, song có cũng còn hơn không. Tuy nhiên thế thì vẫn chưa đủ, cần phải sơn lại toàn bộ xe cho nó sáng sủa một tí chứ. Điều đó cũng không khó khăn cho lắm. Sơn trong tổng kho thì ê hề, nhất là sơn xanh lá cây. Trong kho là hàng chục tấn sơn loại này được đựng trong những thùng nhựa cỡ 20 lít xếp hàng hàng lớp lớp, tha hồ mà lấy. Lại có cả máy phun sơn nữa, chứ không phải dùng chổi sơn quét từng tí một, nên chỉ cần chừng 2 giờ là đã sơn xong một xe. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên đến khi sơn lại quần hiệu trên tháp pháo thì bỗng chững lại. Lý do thật là đơn giản, trong cái kho sơn đồ sộ ấy, ngoài sơn xanh lá cây, các loại sơn màu trắng, màu vàng, màu xanh da trời cũng rất nhiều, song không hề có một gam sơn màu đỏ nào. Bộ phận vật tư của lữ đoàn tiếp tục tìm kiếm mở rộng sang các kho khác, nhưng cũng đành bất lực. Chạy ra ngoài ngã ba Vũng Tàu và thành phố Biên Hòa, tìm mua thì cũng không được. Các chủ cửa hàng cho biết, việc buôn bán sơn màu đỏ được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý rất chặt. Họ bảo, chắc họ sợ màu đỏ là màu của cách mạng. Nửa trên ngôi sao quân hiệu của xe tăng ta không đỏ rực mà lại có màu đỏ ngả sang da cam. Tìm kiếm khó khăn mà không ra lại bị sức ép bởi thời gian chuẩn bị rất gấp rút. Các cán bộ kỹ thuật lúc đó đề xuất dùng sơn màu da cam, trong kho lúc đó cũng có rất nhiều để thay thế. Đem sơn thử lên một vài xe, thấy cũng tạm ổn. Mặc dù không được đỏ tươi, song cũng còn hơn màu sơn cũ đã bạc phếch. Các thủ trưởng thấy vậy cũng đồng ý và cho triển khai đại trà. Và thế là đội hình xe tăng xe thiết giáp của lữ đoàn xe tăng 203 tham gia duyệt binh ngày 15 tháng 5 năm 75 tại Sài Gòn, Biên Hòa và các địa phương khác trông rất bắt mắt. Trừ một chi tiết nhỏ, nửa trên ngôi sao quân hiệu không đỏ rực mà lại có màu đỏ ngả sang da cam. Anh em thân mến, trong niềm vui hòa bình, thống nhất, chắc chẳng ai để ý đến chi tiết đó. Còn nguyên nhân của điều đó là bởi tổng kho Long Bình có tất cả mọi thứ nhưng lại không có một thứ là sơn màu đỏ. Có lẽ vì bọn Mỹ nó quá sợ cách mạng, sợ bộ đội Việt Nam nên chẳng dám chứa thứ gì màu đỏ. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hồi ức thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mấy anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.